Vâng, trận đấu thứ hai. Đây là trận đấu thứ hai trong trận đấu đầu tiên giữa Hồng Anh Chí Bòi đối đầu với hai game thủ của BB và một game thủ bạn của anh ý, Macedonia. Và đây là cho xong. Quân không phải là quá đẹp dành cho cặp đôi của phía Game TV, nếu không muốn nói là khá xấu. Hồng Anh, đây là màn hình máy của Hồng Anh, em cầm chó son. Những bước giò đầu tiên và vẫn chưa thấy gì cả. Nhưng cánh rừng đầu là khá đẹp. AC4 đối đầu với chó son của Mark C. Một kèo thực sự khó. Vâng, sâu dành cho hai game thủ của trẻ của Game TV. Bầy hươu bốn con đã được game thủ Hồng Anh khai quật. Bây giờ đưa nó về với nhà chính. Bầy hươu 4 đã được về, đã được game thủ Hồng Anh lùa về với nhà chính rồi. Bây giờ đã có cả một con voi nữa. Vàng không thực sự đẹp. Nhưng đây là một trận đấu vâng, gỗ thực ra cũng không đẹp lắm. Nói chung là một trận đấu không phải là đẹp với một bài cầm cho son như thế này. Đồ ăn là min rồi. Một bầy hươu 4 con và một con voi. Thậm chí bây giờ một chết một dân nữa thì đúng là tù vãi chày dành cho game thủ Hồng Anh. Hai dân đang được cắt ra đi dò khi nhận thấy rằng là đồ ăn là khá thiếu. Với việc có một hươu 4 và một con voi thì cũng không khác gì một bầy hươu 7 con đâu. Tức là đồ ăn vẫn còn là rất thiếu thốn. Đây là màn hình máy Macedonia của game thủ Chiboy. AC Phoenician thì bắt buộc rằng Chiboy phải là người có y chiêng 3. Và nếu như Phô lên Kuma thì Chiboy vẫn phải lên theo. Một bài mà điều kiện cho phép T-Boy có thể làm việc này. Một bầy hươu 6 con nó về với nhà chính và thậm chí là có 3 voi. Phía xa kia là một bãi quả phụ và có cả hươu. Lực là rất khỏe ở T-Boy. Nhưng quan trọng là em phải có những bài đánh có thể cầm được chủ lực với một bài cầm Mark C kín. Mark C khung nhà thì không hề xoắn một tẹo nào. Cho dù phía bên kia quân có là AC và Phoenician chẳng nữa. 23 trên 24. Như vậy đây không phải là một bài mà Chipboy muốn đánh chủ lực mà sẽ chém phũ để giành lợi thế những điểm ban đầu. Sau đấy sẽ chuyển vâng chuyển cung sau. Chuyển cung và chuyển y sau nếu như cần thiết. Còn nếu trong trường hợp tốt nhất có thể chém chết được hai nhà của phía đối phương giành chiến thắng luôn thì thực sự tuyệt vời. 23 trên 24. Hồng Anh chắc chắn rằng đây là một bài mà Hồng Anh sẽ kích đời muộn hơn so với người đồng đội của mình. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu. DB là người lên đầy muộn nhờ và trái với những dự đoán của tôi ban đầu. Không biết là rằng lúc tôi quay đi thì Hồng Anh đã đẻ ra thêm được bao nhiêu voi. Nhưng đây là một trận mà em cầm cho son và kích đời ở 10 phút 02 với 23 nông dân cho son khá vũ vàng. Ở phía bên kia là có game thủ Phoenician cầm Phoenician cũng lên đời ngang phèo với ngang phèo với Chip Boy và Hồng Anh. Một trận mà các game thủ đang có một bài ép sớm và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Chip Boy sẽ làm được gì, những gì trong trận đấu này. Game thủ màu năm là người lên đời cũng sớm ngang phèo với hai game thủ phía Game TV. BB là người cầm AC rất nguy hiểm. Vâng, bãi gỗ được
đã được bò bế kín. Nhưng đây là một tơn, không được rồi. Màu 5 vảy e cũng rất nhanh. Một tình huống vảy e đầy kinh nghiệm đến từ game thủ Cheap Boy. Một cái e hững hờ và không cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào có khả năng vảy e để sửa trong tình huống vừa rồi. Và vảy e bắt ngựa giò của game thủ màu 5. Nhưng đây là một tình huống mà Cheap Boy đây, giò đã là công giáp. 24/28, Cheap Boy vẫn đang đánh tốt. Một bãi vàng, tuy nhiên thì đây là con ngựa giò chỉ còn 3 máu mà thôi. Ngựa giò của đối phương cũng là công giáp đầy đủ, không hề vớ vẩn một tí nào cả. Và bây giờ thì con ngựa chém vẫn xin ra, cứu được hai nông dân hay không? Như vậy là không cứu được hai nông dân mà chỉ cứu được một thằng nông dân mà thôi. Vẽ một cái ruộng, đóng một cái y. Có tạm dừng đến từ BB, BB chưa lên đời. Đây là màn hình máy của game thủ Hồng Anh, 25/28. Em đang chém với nhà BB có vẻ như vẫn chưa ăn được nhiều dân. BB không sụt tham trong những tình huống vừa qua. Vâng, trận đấu được tiếp tục. Hồng Anh đang di chuyển xung quanh nhà của BB. BB vừa nhảy đời. Có cần thiết một bài công ca không? Có lẽ là cũng không cần. Vâng, như vậy là quyết định là ốp chết nhà một năm trước. Vâng, cho một năm trở thành khán giả những thời điểm ban đầu luôn. Và sau đấy là 2v1, kể cả BB có là cung AG thì với việc có Mark Cedonia và ngựa chém của Cho Son là còn khỏe nguyên, không hề xoắn những đơn vị quân đến từ cung là AC Dean do BB cầm. 27/32. Và Hồng Anh đã bắt đầu, Hồng Anh đang bắt đầu cơ cấu nhà cửa. Vâng, xóa nhiều ruộng hơn. Game thủ một năm đã có bánh xe tình huống chạy dân. Nhưng mà chắc điều đó đồng nghĩa với việc rằng game thủ Cheap Boy rất khỏe những phút sắp tới khi mà không ai đụng vào. Những thời điểm ban đầu thì với một bài lên đời muộn, Hồng Anh hoàn toàn có thể cân tươi BB. Vâng, một tình huống không để ý đến từ game thủ năm. Màu năm đánh có vẻ như vẫn chưa đóng máy. Nhưng thực sự đây là một trận đấu mà lỗi không thuộc về game thủ năm. Khi mà cả Cheap Boy và Hồng Anh đều đang có những tình huống 2v1. Hai game thủ lên đời cực sớm và BB là người nên là lên đời muộn. Chính vì thế mà đến thời điểm này đồng đội anh phế cũng không phải là một điều gì đấy quá ngạc nhiên. 28/40. BB đang chui vào một cái hốc ở phía bên trong. Cần phải có những tân dummy đến từ Cheap Boy. Cheap Boy thủ ý ở nhà. 2L vẫn đang bắt đều. Vâng, dường như đó chỉ là 1L thôi. 1L và Châu Y. Có cần thiết phải kẹp cả cung A không? Đây là hình máy của cái biểu anh. 26/44, tân cung R đầu tiên. Không phải đầu tiên mà đó, tân cung R thứ hai đến từ game thủ BB. Nhưng Hồng Anh đã có quá nhiều tân ngựa chém. Số lượng ngựa chém đông hơn so với số lượng cung R mà BB đang có. Lợi thế đang thuộc về cặp đôi của bên phía Game TV. 26/40. 2L vẫn đang bắt rất đều dành cho cái thủ Hồng Anh. Bây giờ thì BB có một tân đẩy quân nhưng có lẽ chỉ móc máy mà thôi. Màu năm đã chết khá sâu những tân đấu vừa qua. Và BB với được mệnh danh là siêu nhân ở trong những thời điểm gần đây thì em sẽ cân hai như thế nào? Khi mà các game thủ của Game TV cũng không phải là những tay mơ. Cheap Boy đóng một bài khung và đang cơ cấu nhà cửa của mình để có thể có một bài Châu Y khỏe nhất. Còn Hồng Anh thì vẫn đang sóc 2L cực đều. Thậm chí rằng ít phút nữa thôi thì em có thể tăng L thứ 3 không biết chừng. Ngựa chém là không có giáp nhưng đối đầu với cung thì cũng không cần nâng giáp làm gì cả. Một năm đã phế sâu rồi. Nhận được đồ bơm đến từ game thủ Hồng Anh. Có lẽ là vẫn lưng chiêng ba trước nhưng tôi nghĩ rằng lên cung A nữa thì sẽ chắc cố hơn rất nhiều. Tạm thời thì lực vẫn là chưa đủ. Và bây giờ thì những con cung R lẻ tẻ mà BB xin ra sẽ bị thanh lý ngay. Màu năm vẫn đang ăn hoang ở đâu đấy. Bằng chứng là màu năm vẫn đang sóc được một hai nhà BL của mình. Có lẽ là không đều nhưng chứng tỏ rằng màu năm vẫn còn dân ăn hoang ở một khu vực nào đấy. Đây là 23. Vâng, như vậy là vừa rồi là một tên
đẩy quân có vẻ như đậm VV đã khiến cho Hồng Anh Công Tơn sụt tham khá mạnh. Có vẻ như MN5 đang có những turn bơm đồ cho VB. Các bạn có thể nhìn thấy là VB đang khung vào một cái hốc rất nhỏ và không thể nào mà có đủ lượng, vâng, không thể nào có đủ lượng thực cũng như là gỗ để có thể sóc đều những nhà cung của mình, trừ phi MN5 đi ăn hoang và bơm đồ cho VB để VB có thể sóc đều những nhà cung. Các bạn có thể thấy là VB sóc rất đều những nhà BA và tạm thời Hồng Anh cần phải rút lui trong những trong turn này. BB tách quân khá hay. Hồng Vương Chi Boy là người có tham lai là 40/56. Có cần thiết phải lên cung A không? Như vậy là đây là một trận đấu mà Chi Boy không lên cung A. Quyết định là Châu Y. Tôi nghĩ rằng nếu như lực khỏe thì hoàn toàn có thể kẹp cả Y cả cung A. Sẽ là lợi hại hơn rất nhiều so với việc chỉ trâu một loại quân. Bởi vì rất có thể là khi MN5 đã phế thì MN5 hoàn toàn có thể thủ y cho game thủ BB. Và với việc là chúng ta không cần có cung và bi và cung và có những con y MN5 đứng đằng trước thì BB hoàn toàn có thể đỡ nhà. 42/60 là tham lai đến từ game thủ Chiboy. Chiboy vẫn đang sóc 1L đều và 3Y. Vâng, 1L và 3Y. Rất trâu bò. Tham lai đang đè khá mạnh dành cho cặp đôi của bên phía Game TV khi mà MN5 chỉ còn những một vài con nông dân thoi thóp ở đâu đấy. Nếu như không muốn nói rằng đã phít dân mà chỉ còn lạc đà thôi. Phải chăng là MN5 bây giờ đang làm khán giả? Nhưng mà hãy phải hết sức cẩn thận bởi vì Phoenician là một quân có khả năng hồi nhanh. Vẫn đang châu y, không có ý định lên cung A. Chúng ta chuyển qua màn hình máy của Hồng Anh một chút. 17/36. Đến thời điểm hiện tại thì Chiboy hoàn toàn có thể thủ nhà thôi. Nhưng mà như vậy là MN5 vẫn còn dân. Các bạn có thể thấy là có những đơn vị dân chạy nhông nhông trên bản đồ như thế này. MN5 ít phút nữa thôi khi mà nhà BB sẽ cơ cấu thì MN5 sẽ đóng y thủ cho BB và BB và sẽ chui nhà BB phát triển. Vâng, sẽ chui vào nhà của BB để phát triển. Trong khi Hồng Anh cũng là người cần phải chui vào nhà của Chiboy để có thể hồi lại. Nhà Chiboy khá rộng. Nhà Chiboy còn một khoảng khá mênh mông để cho game thủ Hồng Anh có thể phát triển ở phía trong đó. Bưng một trong vàng cho người đồng đội để người đồng đội của mình có thể hồi lại một cách nhanh hơn. 50/60 phải e không? Với việc có chỉ châu y như thế này thôi thì Chiboy cũng sẽ chỉ vâng chỉ làm cho game thủ BB có thể lùi bước ở khu vực giữa bản đồ bởi vì cung là cơ động hơn so với Imax C rất nhiều. Nhưng mà bây giờ sẽ là một turn mà game thủ Chiboy công vào nhà của game thủ BB một turn to. Nếu như không có những turn thủ y đến từ game thủ 1 năm thì chắc chắn BB sẽ chết. Vâng, ít nhất sẽ bay tất cả những nhà BA của mình. Với việc 3 BI chạy bắt đều và nhà là rất kín thì game thủ Chiboy sẽ không bao giờ bị mất nhà nếu như không có những tân đâm y. Bây giờ thì sẽ là những pha tách y. Vâng, chia là y làm 3 đạo. Bây giờ đấy là công của nhà của BB. BB sẽ đỡ như thế nào trong tân này đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Vâng, như vậy là em đã chọn quyết định là ôm dân bỏ chạy. Y chương 3 rất trì. Cung AC chỉ bắn nhanh thôi, không bắn mạnh hơn. Chỉ có mỗi cung đỡ HT là có khả năng chống chịu thôi. Chứ còn những con cung đỡ AC như thế này thì việc đỡ nhà khi bị Mark C đâm vào là một việc cực kỳ khó khăn. 59/64. Có lẽ trận này sẽ thắng thôi. Chúng ta cùng chờ xem. Đẩy tất Y đi. Vâng, 3-4 con Y thủ nhà là thừa sức rồi. Các bạn có thể thấy Y nó trâu bò như nào. BB đã đi sai. Timeline cũng chỉ bị đè một chút thôi nhưng BB sẽ mất nhà trong tình huống đâm Y tiếp theo. Và tỷ số là 2-0. Một trận đấu đánh tốt đến từ game thủ Chiboy cũng như là game thủ Hồng Anh khi mà cả hai em đã có một bài ép đời sớm. Cho dù không phải là cầm những loại quân tuyệt.
cung đợt là giáp 4 nhưng không ăn thua.